Là tất cả mọi người, mình là đến đây thì hôm nay chúng mình sẽ quay trở lại với chuyên mục rất là lâu rồi mới quay trở lại, là cùng nhau xem tư liệu của Tam Đại. Đây là tập không phải mới nhất, mà là cái tập không phải tập phụ đâu, mà cái tập cùng nhau đi xem biểu diễn của đàn anh đó. Đúng, chính là cái tập này mình chưa xem và nó khá là ngắn, nên mình sẽ xem cùng mọi người. Đây là lần đầu tiên mình xem nó nên có thể nó sẽ không điều khiển được cảm xúc. Hơn nhỉ chỉ dô đờ Đi ạ sáng chuyện sự đồng nước bởi vì chưa bởi vì cái vấn đề kỹ thuật đó, thế nên là có thể trong tiếng ôi không kêu nữa, cái tiếng trong cái video này sẽ có vấn đề một chút nên mong mọi người thông cảm nha. Dẫn tạp âm xong là có thể lúc mình chỉnh âm nó sẽ có vấn đề đó. Cảm ơn mọi người trước ha. Nói một chút nhá, ấn tượng của tôi như thế này, dù tôi thật ra tôi chưa xem full tập này, nhưng mà tập sao cứ kêu thế nhỏ ai rồi mang lan đi gì hết rồi cái gì ta, lại nói cái gì ta, à tôi chưa xem full của tập này, nhưng mà tôi xem như là xem đã đấy. Thì theo tôi biết thì có phải là thì là A Thuận với cả em Ren là cùng một phòng này, thằng Dương và Xoái Xoái là cùng một phòng này, thế là em Đậu với cả em Cá là cùng một phòng đúng không? Còn chú chính là một phòng. Ok, lúc đầu nha, lúc đầu ấn tượng của tôi hoàn toàn đầu tiên ý thì nó là thằng Dương với cả anh chính một phòng. Nhưng sau đấy thì tôi biết là không phải rồi, còn tại sao tí nữa rồi nói tiếp. Thế là cái vấn đề tụi nó đi ngủ rất là muộn, à không, rất là sớm luôn, sớm theo nghĩa thế nào đó, 3:30 sáng đi ngủ. À thật, tôi mệt lắm rồi. Có gì không? Chỉ rất muộn, chỉ rất sớm, chính là xa vụ. 1:30 sáng sớm quá, đúng là sáng sớm 1:30. Tôi nói mọi người lúc đó mới xem, tôi thấy mọi người bảo là, nhưng mà đầu óc của tôi kiểu đã suy nghĩ rất là đơn thuần. Mọi người có phải là em Thuận em bảo là em 1:30 sáng 1:30 ngủ đúng không, 1:30 em đang 1:30 ngủ, thật tôi biết ngay là 1:30 sáng ngủ đúng không, nhưng mà kiểu thế thôi, em bảo chứ chị không là 6-7 giờ mới ngủ. Thế là tôi lúc đầu lần đầu tiên xem các tôi kiểu
Ê, nhưng mà thế thì nó ngủ sớm mà ta. 6-7 giờ tối đi ngủ thì quá là sớm luôn. Sớm lắm luôn đấy. Sớm quá là sớm. Sau đấy tôi mới gọi tôi mới lẽ ra. À, không phải. Đây là 6-7 giờ sáng ngày hôm sau nó mới đi ngủ. Tôi điên lắm. Kiểu đó, nó kiểu không được tốt lắm.最早的一个，我本来是跟左航说去看日出嘛，结果发现日出在那边，而且有雾。cái gì em lên bảo là muốn hẹn với giả hạn với thằng Dương nó đi xem mặt đi xem gì đó bình minh thật sự rồi đi xem bình minh nhưng mà nó ở chỗ khác lại còn kiểu có mây có sương sương múa mây múa thế là buổi sáng rồi đi xem thế nhưng mà mọi người ạ dạo này tôi bắt đầu hơi hết nhà của thằng Dương và em lên. Mặc dù tôi cực kỳ thế là hàng dân kiểu thằng Nam ấy nên tôi cực kỳ là thế là cố gắng kiềm chế bản thân không không xin bất cứ chuyện gì liên quan đến em khách hàng cả bởi vì em biết tính em biết hẳn chơi kiểu chơi mọi người vui vẻ thôi kiểu mình cũng thì mình biết là mình xin anh em nhưng mà kiểu sẽ có một vài gì đấy có máu mò hường mà Hàn Tương không thích điều đấy á nên là hạn chế nhưng mà thật sự dạo này đang thích kè kè hai đứa thế thôi quá là em hàng kiểu CV của em hàng dễ thương mà thấy cái nào cũng dễ thương tôi công nhận điều đấy như kiểu em lên em nói là cái gì ta mặc kệ bao nhiêu tuổi thì Hàn Tương vĩnh viễn đáng yêu vậy mọi người em hàng em không công nhận điều đấy thôi chẳng biết因为我发现早上起来感觉要下雨了，天气阴。我喊。张馨予他讲给你讲他的经历吗？给我打卡。没有，我说了几句就没有打。没有啊，我在走廊里，更爽，什么都没你以前还会随身携带那个什么小学生的那个作文啊什么的，现在都不带了。你怎对，么现不在。讲？就叫啦，分房。Tôi có đọc được bình luận, tôi không biết trong tư liệu có không nói rõ không nhưng hay là lúc đầu nói là không nhìn kỹ nữa đâu. Đó là công ty cố ý phân phòng để cho chúng nó đỡ quậy quá và đi ngủ sớm. Nhưng mà sự thật đó là chúng nó có ở phòng mình quá đâu. Toàn chạy đi đâu ấy. Đây em lên rồi bảo em đi lên phòng của hàng Tương. Sau đó đấy thì Tôn Tân Hạo cũng chạy đi phòng khác hay sao mà.没必要了。那建议我们简单逛一下你的房间吗？啊，逛，我们收拾了一下。这是昨天的晚餐吗？那个是张吉的，就是他要来我们房间吃，可能就是想就是顺便把这个垃圾放我们这儿。那天就刚刚1个小时前。这个让我。túi đồ ăn qua phòng của hai đứa để vớt để nó ở vị trí luôn để vứt á như kiểu em thuận em bảo là rác á mới sáng à không chắc không phải sáng nữa rồi nhưng mà tôi lại mới dậy chưa bao lâu vác đồ sang để quảng ở bên này hả Yuhan. 昨天晚上是这样的，就是最开始我先到的嘛，然后，陈天瑞和于涵就后到了他们，然后我就在房间里面会去听到敲门声，而且很急促，看到没发现是两个人，一个陈天瑞，一个于涵就再也没走过，然后就可能等到晚上4点钟，不3点钟，我准备睡了，他们才走。昨天晚上我们房间很热闹，就是人挺多的，孙笑也在，主要是他们，我们就是玩的东西不太一样，所以说他们是这样，本来是孙一浩、玉凡还有张宇航他们3个在玩，然后呢，我自己在这玩，然后之后左航进来了，然后我就说出去溜了，然后我就和左航出去溜了，然后去找张宇。对，这房来个别人弄的，
Thì đầu tiên em riêng em kể đó là xóa xóa, xong rồi có cá nhỏ với là em họ chơi một cái gì đó ở đây, không biết là cái gì nhưng đó là bạn đó chơi cái gì đó ở đây. Ê, hình như cứ xem có phải không ta, thôi tìm lên sau. Sau sau đấy thì hàng tương đến và bạn đó chơi đúng không, xong lại em riêng một mình ngồi chơi cái gì đó. Đó, anh cứ nói là ngồi chơi chứ không biết làm gì hết. Thế rồi lấy hàng gương sẽ đến cùng với cả em lên cho đi tìm bạn khác. Hey! Xem là sao mà sao, sao sao? Có vẻ khá nhiệt huyết tối hôm trước. Còn kể là đến 3 giờ, 4 giờ đấy. Mà nó nói 3, 4 giờ tối, tôi có đinh ninh là 3, 4 giờ chiều. Gương đó là 3, 4 giờ đêm mà, tôi mệt quá.跳的那个泳池，那地方我也不熟，也没有很想去的地方，主要是不了解。那边，如果行的话，当然想，我也可以啊。是哪位老师吃的？哎，这是谁吃的？哦，这是昨天其他人吃的。然后我看看，anh em tôi cũng là sự thật đó là lớp lọc em bé của tôi đối với chưa chỉ học nó kiểu nó rất là nặng lắm á, đúng là em lo cái gì đứng tỏ ra em rất là đáng yêu. Không có rồi anh có cái kẹo cảm với ông ta. Sau đấy thì em bảo là bạn khác mang đến ăn đó, không phải em đâu.哦，这是昨天。这个蛋糖是哪位老师吃的？哎，这是谁吃的？可以。这个蛋糖可以就是，哎呀，他们进放在你房间里面什么东西？可以。这个蛋糖是哪位老师吃的？哎，这是谁吃的？哦，这是昨天其他人吃的。然后我看看，感冒了，感冒了，耳机，或者是那种什么，就是擦脸用的。你什么？防晒，水，没了。Đây là xem lại cái chống nắng của em. Cái chống nắng mà em bảo là em đi chơi em phải xịt nửa lọ, nửa chai, nửa tuyếp gì đấy. Đâu để tôi xem to từ nào. Mà hắn ra ra ngoài, hắn ra đồ cọc phơi nắng. Phòng xe, sụi, sụi, mày là sụi, thu liền rồi. Chú lên chị chú lên bảo đó là gì mình xem đi. Tôi chỉ biết cái gì bảo tôi không biết gì cả, tôi chỉ cái gì cũng không biết. Hôm nay chúng ta đi ăn, tôi chỉ cái gì cũng không biết. Mày nó cười thế nào đấy, tôi chỉ cái gì cũng không biết. Em tôi thật sự cảm thấy hôm nay chúng ta đi ăn, tôi chỉ không kiểu hay có thể là đâu. Vấn đề ở chỗ tôi chứ không phải vấn đề ở chỗ thằng bé, nhưng mà thật sự là mỗi lần nó cười cho anh我cảm这giác kiểu什么都不带，nó vẫn như thế. Tôi chỉ 一边吃的是哪位吃的？对，猪心面，就点了。对，这个đồ ăn ngoài chú chị đặt đúng không? Thế là hình như là mì với họ nó cam, cái này có vấn đề nhá. Cái gì, cái này có vấn đề, tôi đã nhìn thấy, tôi đã cắn thằng một cục đường này rồi nên tí nó sẽ nói. Thế là nhớ kỹ đây là chú chim mua. Tôi điểm là hồ chí minh hai là hôm nay là chủ nhật rồi. Anh nói anh muốn xem 4号看球赛用的，但是他昨天过来就不说话了。他昨天和子昂一起过来，然后张杰也过来。
哎，初心号有很多人。对，反正我们俩一直没动，那他们我们俩从来没有出来。他可能是最最早，但我应该是最早。应该最早想睡觉，他是两三点钟就想睡觉。对，他眼睛瞪得像铜铃。不是，我尝试闭眼，他就睡着。对，不是他们来我们，对我们俩绝对没。anh nhìn có một chiều ngạn đi đó lại là anh chỉ mới kêu là em hoa mọi người kiểu như thế còn em là người ngủ sớm nhất rồi cái gì nữa ta rồi đã vừa nghe xong xong rồi em kể là mấy bạn khác mấy em khác Tân Hạo nè em friend nè em hàng nè vân vân và mấy mê đều đi kiểu đi sang phòng khác đó đi lang thang đi sang phòng khác đó đi giặt đó còn em thì không đâu nha em không đi đâu thật không vậy xong là kệ là em là người buồn ngủ sớm nhất tầm 3 giờ em muốn đi ngủ rồi nhưng mà em mới bảo là em thử nhắm mắt lại rồi nhưng mà không ngủ được á nghe tôi bị tông ngủ na chứ không biết đâu nhưng mà chúng tôi ở đây luôn đi lại rất nhiều người chúng tôi hai đợt bị tông ngủ chúng tôi chỉ nên là tự mình lại rồi và tôi ở đây đã đánh trò chơi cơ bản quá trình đã quay trở lại rồi và sau này Zhuang Hang và Trần Thiên Nhân lại rồi Zhuang Hang 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 Trần Thiên Nhân lại rồi张吉又来了，哎，他们上次在我们那个阳台上，要被蚊子盯傻了，盯会了。他们说准备看日出，然后被蚊子盯得不行了，然后进来了。对，然后张吉回去了。对，然后陈天润、左航又待了一会儿，他们也走了。对，然后他们走了之后，陈天润回来，拿了东西，他们就回去了。对，他来我们这来，不可能，绝对来我们这。他们来了两次以上，后面还有一次是。左豪要和陈天润把苏一浩、于涵又叫了。对。当时我们俩分的时候，不是以为是大床房。对。然后结果现在发现是两张床，但是也还好。哎，怎么了？现在发现是两张床，但是他分的时候不是以为是大床，于涵又叫了。对。当时我们俩分的时候，不是以为是大床房。对。然后结果现在发现是两张床。但是也还好，是不是？那次就是，那次是这样，那次是我要拍 vlog， 然后我就让那些猪去一下，但我不知道拍点啥，我就随便说的，我就说猪还没回来，那有点尴尬，我就说拍点，我有点忘了，我记得那会儿他说这样拍的，然后当时他确实没回来，我有点忘了，我记得很清楚，他是猪去躲那个，那是谁的房间？我，他俩在那待。他们玩儿想去楼下那种吃。哎，对，我们也是。哎，我们也是，但是感觉不太现实。那万一还是没看到？因为不是我们之前，我现在来一直也吃了，然后昨天又吃了。昨天晚上我们就吃晚饭也吃了，我挺喜欢，就感觉挺好吃，但就是吃多了，太腻，就是太营养了。拜拜，宝贝。好，你来了吗？第二，我带了我自己的。那啥一个人？来了 ，em cá rồi. Sao? Mình ăn ngưỡng hay gì? Nhớ rồi nhá. 我带了我自己的人过来。那啥一个耳机？然后我。然后还有就是那个护肤的，然后还有一些，然后就没了。还有牙刷的，对，眼镜、花环、牙刷没了。你看他住了几年了都，是天天住在一个屋子里面，然后昨天跑到得去看他了，他们那边也了，但是睡还是在这儿睡，对。四点，我随时四点。我来的时候，他已经开始打扑克了。
对，哇，他是不是打呼，有点说梦话的感觉？哪有说梦话的？那你而眼睛，但是这么睡觉，我们一直都这样。我来的时候感觉他睡着了，感觉嘴巴在张，也不知道在说。不是不行吗？对，那就嗯。Sai sai cả A Chí từng nói là đúng không? Như là em đói, em ngủ thì sẽ là ngủ mở mắt. Ngủ mở mắt. Sau đấy là hôm nay anh cái anh mình nghĩ là em đậu thì em sẽ ăn để mở đó. Nhưng em đậu em bảo em không nên mở nha. Không phải là Chu Chí Hâm mới là người nên mở sao? Sau đó anh cái bảo là cái lúc mà lúc về phòng thấy em mới mùa khá bị ổn à. Rồi chứ chứ là gì? Áp sư. Yêu bị yêu bị hả? Ta phòng chứ mấy rồi đó. Thấy cái người, ta không biết làm gì, cứ chơi. Chú Sinh như một mình ở trên giường. Đúng. Chú Sinh là gì? Không biết làm gì, cứ chơi. Yêu bị yêu bị hả?他那房间没人了，他一个人，他不知道。又没溜冰吗？好可爱，怎么办？他房间没人了，他一个人，他不知道干什么，就睡了。朱星就一直很爽。对。哎，等一下，忍不住呢，录完这个，录完这个，这边断了，没录，这边断了，断了，断了，断了，断了。Có phải Chu Tuấn Hào là người ngủ sớm nhất không? Sau đó em gái em gọi là bởi vì cái phòng đó ấy, cái phòng của em hận á, hết người rồi, đi hết rồi, em có một mình thôi, thế là em chả làm, chả có gì để làm, chả chơi gì nữa, thế em đi ngủ. Xong tự nhiên trong bụng em đậu, em bảo là chứ gì không, cứ nằm trên giường thôi. Tức kiểu ủa chuyện gì vậy, sao vậy? Năm mới nên em thuận mà. Hôm nay em thuận chứ tự dưng mẹ chú theo vào đây. Thật là khó hiểu. Hai vị này có vẻ chơi đam mê đi đấy. Ôi dì hả, mình chơi sao một cái gì thuận à, mình không biết gì khá hả. Đúng thật. 那个是因为中午那个没有吃饱，然后昨天知道又要点饭，然后我就跟着一起点那个。因为当时太无聊了，我就找他们耍了一会儿。哦，未必朱继浩搞到暗，天天来，早也没上，好呀。那正好就是朱老师帮我把饭拿过来，我就在那边吃。不想在酒店玩，想出去玩。吃什么？就那些。我刚才想，但是昨天看动画片把我笑死了，《美食大冒险》。对，怎么到玩了？看动画片有乐趣啊！有我鸟吗？我爸，em gái gọi là trong cuộc của nó xem xem là hoạt hình, có xem hoạt hình. Em cũng bảo là xem rất là vui nhá, rất thú vị nhá, bởi vì xem hoạt hình thì không cần phải động não. Nhưng mà con nhỏ mà đã thành niên đâu, mình xem hoạt hình vui mà. Mà thế rồi. Ủa, nhiều cái xem hoạt hình cũng hài. Ví dụ như mình thỉnh thoảng vẫn sẽ ngồi xem trong một series hay mà. Bye bye. Hello. 行啊，我们在休息。在放松，啥也没干呢。怎么就穿门大户了？什么？谁说的嘛？像他们穿都没穿到我们这来一样。我们这个地方就像是别人的家一样。对呀，你刚，你昨天晚上还有两个人，另外两个人。你独一人。对，我是那润、玉涵，还有谁？就来，就来两个，对。哎，你我最。这个什么害的，我们家都是黑黑的，是的，好的，那么叫黑黑，我听见了。对了，哦，还有本来还哦，房子还留给他们，咦，就伢给看，就买伢给还留着了。那么来，那给了，都đóng rồi thằng này, ok, một đóng nha, hai nhân viên một đóng nha, xong kể ra có ai, có em Ren, có anh Ca, có em Ca thôi, chắc chắn còn lại. Hết rồi đó.
还好你们搞不懂。就是两三个吧，就两个三个房间才四个人，已经很多人了。对。对。然后四个人躺在一张床上。对呀，怎么躺得下嘛？我们俩就不对了。穿了就是张振宇的，还有。我放不着。张俊豪、陈天润。海边嘛，海边的日出看起来才是非常有意思的。但是今天早上有雾，没看到。等到了6:09，刚好是日出的时间。然后，对，今天是7:02，我准备有机会呢再看一看日落。我怕大哥，你怕有问题，我有点恐怖，少了金不了，没得嗨。反正我很顶得不了啊！你哪里想真诚了？这个你个逼！你不给俺们在骂我？你妈在弄我？没有。日落是7:02，张振宇、陈天润那会儿已经回去睡了，然后张振宇还在熬战中。我好像是好像知道你张振宇吧？还是踢足球？我是第二个睡的。是张振宇好先睡的。哦，第二个。哦。Em thấy em bảo là em là người thứ hai. Em là người thứ hai đi ngủ đúng không? Nhưng mà có vẻ từ nãy giờ mọi người đều bảo là chú Chí Hào mới là người thứ hai. Nên là... Chú Rê Sinh. 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 Chú Rê Sinh.大概到5点了，他还在的时候，他困了想睡。对，很给了孩子想，朱景浩没办法，哎呦，给我困了呀。nhưng mà đến 5 giờ sáng vẫn đang ngồi nói là buồn ngủ rồi vẫn đi ngủ. Mọi người đang rất là trả lời về cái việc.Em chỉ bảo là em chỉ là người ngủ thứ hai đó. Bởi vì thế nào? Thật ra cái, mình sẽ bảo đây là cái câu chuyện. 3 giờ. Sẽ bảo đây là cái câu chuyện lặp lại ha. Đang thời, phản ứng là, đang thời là mấy giờ lại cơ? 2 giờ. Đúng. Đang thời, anh ấy rất là ngủ. Đúng. 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 Đúng.Để tôi nghe rõ là câu chuyện này thế nào. Tôi thấy lúc tôi xem nó cắt tôi kiểu mọi người rất là hay, tôi kiểu mình phải lý trí, mình phải đợi xem một bài phô để xem toàn bộ câu chuyện nó như thế nào. Chứ tôi kiểu bắt đầu tôi khó hiểu là câu chuyện của mấy đứa này luôn đấy, kiểu nát không đủ dùng. Tôi cũng đang đi thăm phòng của anh ấy, anh ấy đang lên giường rồi, anh ấy đang. Ồ. Anh chỉ bảo là anh chỉ lâu rồi.还没问我了哎，他就躺上去了，然后后来呢，然后我反正我也回来了，然后我们哦，对，他才没买房，他才没买，我跟陈天润就去那儿嗑瓜子去了。当时其实我回来之后，我有点想睡觉了，结果呢，早上他们给我突然说，他说，哦，后面要啥嘛 ？M 行吧，M 润搬到我买房，自己要么不是 M 给给啊。Vẫn là ông bên phòng đấy. Xong đấy sẽ trái về phòng rồi phải xảy đi ngủ. À, đây nhá, có cái logic. Không biết có phải logic đúng không. Nhưng mà đây, mình suy nghĩ lại. Tôi vẫn hạ. Đến phòng cho chị không. Xong rồi đấy chứ không gọi là chứ buồn đi ngủ rồi. Xong rồi đấy, tôi vẫn hạ về phòng. Tôi vẫn hạ bảo là ok, chứ chị em đi ngủ rồi. Xong rồi tôi hạ về phòng rồi cũng bảo là ừ, mình cũng vẫn đi ngủ rồi. Thế có phải là ai ạ?如果我去了，朱志新晚上睡觉。对，当时是这么说的，我跟朱志新说，我去把那个苏金浩叫过来，你今天睡不睡？他说我如果叫得过去，他今天绝对不睡。可能朱志新以为我也不来睡觉，他可能以为他已经睡了，然后我就直接过来一看，他跟玉涵在打台球，那我就直接叫过去。然后那时候他也没睡，对，他也没睡，他比我的精神。那个时候，从他第一次说他感到困了，已经过去2个小时了。我觉得是第二睡的，我。张振豪睡了一个5个小时睡的，蜘蛛侠，红色。哎，等等我，我这不，哎，这些骗子我都不后有了，你以为什么？再上一天哦，这后面有，得，
sắp xếp lại câu chuyện thôi mà. Từ từ bình tĩnh. Thế nhá, đầu tiên là phải nói là đầu tiên là đây, đầu tiên cái câu chuyện đó là đấy, chú Dĩ hôm 2 giờ sáng, hôm 2-3 giờ sáng xin mới kêu chú Dĩ buồn ngủ rồi. Sau đấy chú Dĩ lên giường, nằm. Thì 5 giờ sáng hôm sau khi chú Dĩ đi ngủ rồi, à không, nói là muốn đi ngủ rồi, thì Tô Tân Hạ về phòng. Và Tô Tân Hạ bảo Tô Tân Hạ cũng muốn đi ngủ, nhưng có vẻ thực chất đó là đang chơi VR với là anh cá. Thì như vậy, vì hôm dân kể thế. Sau đấy thì 3 tiếng đồng hồ đúng không? Em Hàng bảo là 3 tiếng đồng hồ. Rồi thay gì? Thay khẩn định yếu với thay như suy. Không hiểu lắm, giúp không biết cái gì. Không có, thoại xuống, xuống.就去那儿嗑瓜子去了。当时其实我回来之后，我有点想睡觉了。结果呢，早上他们给我突然说，说如果我去了，就是现在。그냥한동한동이지금사실은한동말라내오늘사실은내방주지함아이동네주지함공오오오나사나공나원사미게지야이사미는어떻게어떻게어떻게하나对，当时是这么说的。我跟朱自清说，我去把那个苏一浩叫过来。你今天睡不睡？他说我都。啊，跟你讲，那还把我过来，为什么嘛？em đi gọi Tô Tân Hạ qua đây thì anh có ngủ hay không? Đã cho chị em thế. Sau đó đấy, chị em bảo lại với giả hàng đó là nếu như mà em gọi được Tô Tân Hạ qua đây thì anh tuyệt đối không ngủ. Đây, anh tuyệt đối không ngủ. Nếu叫得过去。他今天绝对可能就是以为我有鬼，我要过来。他可能就是说，本来就是阿姨，就是他妈，伊拉 M 五多，上班的本来不太大，就是他们伊拉都是喊五多。以为他已经睡了，然后我就直接过来一看，他跟玉涵在打台球。是啊，打韩威的位都是好的，也能陪M 帅吧 ，M 干娘，能做哟 B 啊。那我就直接叫过去。过来，先猜过。然后那时候他也没睡，对，他也。这么，你过，弄完猜猜的话，到底之前我不过。他比我的精神。那个时候。之前我要有高实力、高精神，换个猜猜，哪吒。从他第一次说他感到困了，已经过去两个小时了。我觉得是第二次的，我。对，我都空调了，我进来。Nhưng mà tôi biết là tụi nhỏ kể chuyện này đó là để chứng minh đó là Sai Sai là người ngủ thứ hai, ngủ sớm thứ hai, sớm hơn A Chí đúng không? Nhưng mà tôi vẫn không xua chuỗi được cái câu chuyện này nó kỳ lạ kiểu gì mọi người ạ. Thế nhá, đầu tiên là cái chuyện, thôi đầu tiên là cái chuyện mà Chú Chí Hâm đi ngủ thì thôi, Tô Thạ cũng về đi ngủ. Tôi bảo là Chú Chí Hâm đi ngủ thì Tô Thạ rời khỏi cái phòng đấy nhá. Sau đấy hai đó là chuyện chú Chí Hâm với cả Tài Hàng báo cho là gọi Tô Tân Hạo qua đây, gọi Tô Tân Hạo qua phòng thì cái gì đó, đầu tiên là chú Chí Hâm nói là buồn ngủ luôn, hay là Tài Hàng bảo là gọi Tô Tân Hạo qua thì có ngủ hay không, thế ý Tài Hàng là gọi Tô Tân Hạo qua thì chú Chí Hâm ngủ hay là chú Chí Hâm không ngủ hả? Hết rồi nhá, rồi nè. Xong đó lại là Chu Chí Hâm lại bảo là nếu mà gọi được Tô Tân Hạo qua thì Chu Chí Hâm tuyệt đối không ngủ. Ok. Sau đó đấy, Tô Tân Hạo đang đánh ra, nhưng Tà Hàng qua gọi Tô Tân Hạo trong phòng Chu Chí Hâm thì Tô Tân Hạo cũng không đánh ra đánh cá nữa mà đi sang thật sự trong phòng Chu Chí Hâm. Sau đấy thì lại kêu là Chu Chí Hâm không ngủ. Ê, nhưng mà rõ ràng Chu Chí Hâm bảo là nếu mà gọi Tô Tân Hạo qua thì Chu Chí Hâm tuyệt đối không ngủ mà. Là sao? Là sao? Tôi khó hiểu thật sự. Tôi khó hiểu thật sự đó. Thế rốt cuộc là mọi người mặc định là nếu như gọi Tô Tân Hạo qua thì chú Chí Hâm ngủ hay không ngủ. Ai ơ, có thể là tôi nghĩ quá nhiều. Được rồi. Ôi dồi, có thể là do tôi nghĩ quá nhiều. Đang là hỏi xuất lệ yếu một giờ xuất lệ. Chí chú xá, hồng sơ, hoàng sơ, thì chú mới có thần sơ, mê bà sơ,
不是你带这么多这个干啥呀？cùng câu hỏi đó em hỏi anh nhiều cái mặt nạ kiểu mũ trùm đó, cái mặt nạ mà đợt dịch mà em đeo xong rồi em nhảy đó, cái gì cuối cùng thì cũng đã có người mang câu hỏi của tôi đến trước mặt em sẽ hỏi là ủa rồi anh nhiều thế làm gì vậy, tôi thật sự không hiểu kiểu ship tập luôn đó.那你这里面啥都没有了哦，眼镜没了，我他可以是那粉子那个一个节目换一个这粉子，哇我这防晒霜然后一包纸然后袜子就是裤子什么的，然后这个里面一个太阳伞，一个充电器，太阳伞，对，太阳伞子，充电器包，然后有一本不看的书，这是我妈让我带着看的。让你带这什么？哦，我带两本写作与口语中考试对象一个 native speaker 的纯正英式短语的一式句型一千条，这是我们学校的时候我们带着，然后还有一本就是小说，带着，是短语的两本。这是我妈给我 M 盘，这个你，那个，对了，请给我 M 盘啊，没了。还有一点是，那粉子那个，一个节目换一个，这粉子。哎，你表干嘛？还有一点是，那粉子。表干嘛？要啥？给没得盘，提包给。没了。木来那个，那个么那来木那个金。还有一点是，那粉子。你表干？没了。啊可以的是那粉子那个一个节目换一个这粉子，哇我这防晒霜然后什么呢我M哈可是我用甩上特卡那个都用对的 CM 呢特卡那个都用对的 CM 那我从里车来准备楼给对路人台的呢tôi thật sự chuẩn bị đồ rất là kỹ luôn nên là rất là cẩn thận rất là kiểu tinh tế quý vị ạ. Ngày trước thì còn có cả triệu quán vũ nữa đúng rồi, đầu tư liệu hồi nhỏ ai có thể nhìn thấy là triệu quán vũ và tôi rất hạn kiểu tôi khá là ngạc nhiên luôn ấy kiểu rất là chỉnh chu rất là mang rất là cẩn thận chuẩn bị đủ thứ ví dụ như là mỗi lần nào em cũng mang rất mang nhiều khăn giấy này, mang khăn giấy, xong rồi mang như là chống nắng các thứ, lần nào cũng có đúng không? Tôi nhớ là lần nào cũng có luôn đấy. Nhưng mà cho dù chỉ là một đêm hoặc là cái gì đấy, em chuẩn bị rất là cẩn thận luôn. Thật sự, tôi kiểu khá là, hay tôi còn không như thế luôn đấy. Tôi có vẻ tôi khá là tùy tiện giống như kiểu A Chí. Thật sự đấy. Tôi thật rất là cẩn thận luôn. Ôi làm sao đây? Thật sự, nói rất nhiều lần nhưng cảm giác thật sự là kiểu muốn có một người bạn trai giống như tôi thật giống, tính cách ấy. Nếu được cả ngoại hình thì tốt. Cười. Trời đất ơi, bây giờ chưa đi học bây giờ, chưa cực bây giờ. Chưa tấn hào mới có thể học tốt tấn hào, chống não này hả? Người ta còn mang cả ô chống não này nè, bực cả mình. Ôi, tại nhiên này. Hôm đi, chắc cũng là tuần này ha. Thế hôm đi, đấy là cái gì ra, từ thằng Bình Tinh. Không phải sao có miền đấy kìa, vườn bách thú à? Có phải vườn bách thú không? Có thể gọi là vườn bách thú không? Các bạn đi tham quan đó. Đấy, cả tất cả đều mặc cộc tay mỗi mình tôi thân hạo khoác một cái áo dài bên ngoài. Sau đấy trời đất ơi, ba đứa nhà tôi luôn mặc áo không tay, tôi kiểu tôi phát điên được, kiểu tôi biết là có thể tôi nghĩ là kiểu nam sinh ấy thì kiểu là dám nắng trông mạnh mẽ rồi đúng không,
Nhưng mà vấn đề đó quý vị ạ, à, chứ nó không phải chỉ một hai ngày đấy mà chúng nó đi dãi mấy ngày liền. Tôi sợ lắm luôn đấy. Mà vấn đề nắng này không chỉ là da đen đi mà là da đen da sạm hay gì đấy mà có thể là vấn đề về da đấy. Ôi, tôi chỉ mong chúng nó chống nóng mà thôi, thế.他要啥子？背包，然后有一本不看的书，就是我妈让我带着看。会让你带这什么？哦，我带两本。写作与口语中考试更像一个 native speaker 的正英式短语的英式句型一千条。这是我们学校时候我们结果我们带的，然后还有一本就是小说什么的，哎，原来都在太阳下的，不都长着几朵小的，没得。không sao hai đứa em mua thôi nhỏ tôi đọc là chỉ làm thế xem chứ không có cái điện thoại đấy chứ tôi đã lấy cái điện thoại ui rồi ui rồi phong cái gì không phải chân đai cái gì à anh là em à